Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về thuốc Dahaus 100 do dược phẩm phương đông sản xuất. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm đến thông tin về Dahas 100 cũng như cách sử dụng sản phẩm thì hãy theo dõi hết video mà trường anh chia sẻ dưới đây nhé. Thuốc Dahas 100 có thành phần là Cepodocin 100 mg được bào chế dưới dạng viên nén. Công dụng và chỉ định của Dahas 100, Cepodocin được chỉ định để điều trị các nhiễm trùng từ nhẹ đến trung bình do các chủng vi khuẩn nhạy cảm gây ra, bao gồm viêm họng, viêm amidan do Streptococcus pyogenes nhạy cảm. Cepodosim không phải là thuốc được chọn ưu tiên, mà là thuốc thay thế cho thuốc điều trị chủ yếu ví dụ penicillin. Viêm phổi mắc phải cộng đồng do các chủng Streptococcus pneumoniae hoặc Haemophilus influenza nhạy cảm kể cả các chủng sinh ra beta lactamas. Được kịch phát cấp tính của viêm phế quản mạng do S pneumoniae nhạy cảm và do H influenza hoặc do Moraxella trước kia gọi là Brenhamella catarrhalis không sinh ra beta lactamas. Bệnh lậu niệu đạo chưa biến chứng ở nam nữ và các bệnh lậu hậu môn trực tràng và nội mạc cổ tử cung ở phụ nữ do các chủng có hoặc không tạo penicillinas của Neisseria gọn gây ra. Nhiễm trùng da và các tổ chức da không biến chứng do Staphylococcus aureus có tạo ra hay không tạo ra penicillinas và các chủng nhạy cảm của Streptococcus pyogenes. Viêm xoang cấp do Haemophilus influenza kể cả các chúng sinh ra beta lactamas, Streptococcus pneumoniae, Moraxella catarrhalis. Những khuẩn đường tiết niệu không biến chứng, do các chủng nhạy cảm E. coli, Klebsiella pneumoniae, Proter -mirabilis, hoặc Staphylococcus saprophyticus. Thuốc Dahaus 100 được sử dụng bằng đường uống và được nhà sản xuất khuyên dùng với liều lượng như sau: người lớn và trẻ em trên 12 tuổi, viêm họng, viêm amidan, 100 mg, uống 2 lần trên ngày, cách 12 giờ trên lần, trong 5 đến 10 ngày. Viêm phổi mắc phải cộng đồng, 200 mg, uống 2 lần trên ngày, cách 12 giờ trên lần, trong 14 ngày. Đợt kịch phát cấp tính của viêm phế quản mạn 200mg, uống 2 lần trên ngày, cách 12 giờ trên lần, trong 10 ngày. Bệnh lậu niệu đạo chưa biến chứng ở nam, nữ và các bệnh lậu hậu môn trực tràng và nội mạc cổ tử cung ở phụ nữ, liều duy nhất 200mg. Nhiễm trùng da và các tổ chức da không biến chứng 400mg, uống 2 lần trên ngày, cách 12 giờ trên lần, trong 7 đến 14 ngày. Viêm xoang cấp 200mg, Uống 2 lần trên ngày, cách 12 giờ trên lần, trong 10 ngày. Những khuẩn đường tiết niệu không biến chứng, 100 mg, uống 2 lần trên ngày, cách 12 giờ trên lần, trong 7 ngày. Trẻ dưới 12 tuổi, do dạng bào chế không phù hợp chia liều, khuyến cáo chuyển sang dạng bào chế khác của Sepodosim Người cao tuổi, không cần điều chỉnh liều ở người cao tuổi có chức năng thận bình thường. Người suy gan, không cần điều chỉnh liều. Người suy thận, phải giảm tùy theo mức độ suy thận đối với người bệnh có độ thanh thải creatinine ít hơn 30ml trên phút và không thẩm tách máu, uống liều thường dùng, cách 24 giờ trên lần. Người bệnh đang thẩm tách máu, uống liều thường dùng 3 lần trên tuần. Các chống chỉ định khi sử dụng Dahaus 100 mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Người bệnh dị ứng với cephalosporin, người bị rối loạn chuyển hóa porphyrin. Một số lưu ý và thận trọng khi dùng, Cepodosim không phải là một kháng sinh được ưu tiên để điều trị viêm phổi do tụ cầu và không nên sử dụng trong điều trị viêm phổi không điển hình gây ra bởi các vi khuẩn Legionella, Mycoplasma và Chlamydia. Cepodosim không được khuyến cáo để điều trị viêm phổi do S. Nếu Moni, như tất cả các kháng sinh nhóm beta lạc tâm khác, phản ứng quá mẫn nghiêm trọng và đôi khi gây tử vong đã được báo cáo. Trong trường hợp quá mẫn nặng, phải ngừng điều trị ngay lập tức và tiến hành các biện pháp điều trị thích hợp. Trước khi bắt đầu điều trị, phải điều tra kỹ về tiền sử dị ứng của người bệnh với cephalosporin, penicillin hoặc bất kỳ các thuốc thuộc nhóm beta lạc tâm. Thận trọng khi sử dụng cho bệnh nhân có tiền sử mẫn cảm không nghiêm trọng với kháng sinh nhóm beta lạc tâm. Trong trường hợp suy thận nặng có thể cần thiết phải giảm liều phụ thuộc vào độ thanh thải creatinine. Viêm đại tràng và viêm đại tràng màng giả liên quan đến các nhóm kháng sinh kháng khuẩn cũng đã được báo cáo, bao gồm cả cefpodoxime và có thể dao động trong mức độ nhẹ đến đe dọa tính mạng do đó cần phải xem xét chẩn đoán này ở những bệnh nhân có biểu hiện trong hoặc sau khi sử dụng sepodosim phải ngừng điều trị và xem xét điều trị cụ thể cho clostridium difficile các thuốc ức chế nhu động ruột không nên dùng sepodosim luôn luôn được quy định thận trọng ở những bệnh nhân có tiền sử bệnh đường tiêu hóa đặc biệt là viêm đại tràng như với tất cả các kháng sinh nhóm beta lạc tâm giảm bạch cầu và hiếm khi mất bạch cầu hạt có thể xảy ra đặc biệt là trong quá trình điều trị kéo dài Đối với trường hợp điều trị kéo dài hơn 10 ngày, số lượng máu cần được theo dõi và ngừng điều trị nếu giảm bạch cầu hạt được tìm thấy. Cephalosporin có thể được hấp thụ lên bề mặt của màng tế bào hồng cầu và phản ứng với kháng thể trực tiếp chống lại thuốc. Điều này có thể gây ra thiếu máu tan huyết. Phản ứng chéo có thể xảy ra với penicillin cho phản ứng này. Những thay đổi chức năng thận đã được quan sát với các kháng sinh nhóm cephalosporin. Đặc biệt là khi dùng đồng thời với các thuốc có khả năng gây độc cho thận như aminoglycosides và hoặc các thuốc lợi tiểu. Trong trường hợp này cần kiểm tra và theo dõi chức năng thận. Cũng như các kháng sinh khác, sử dụng dài ngày cefpodoxime có thể dẫn đến việc phát triển quá mức các vi khuẩn không nhạy cảm Candida và Clostridium difficile mà có thể yêu cầu ngừng điều trị. Hy vọng qua những chia sẻ trong video này của trường anh sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về thuốc Dahaus 100 đồng thời biết cách sử dụng Dahaus 100 sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà Thuốc Trường Anh của Trường Anh Pham.